Xin chào tất cả quý vị. Và thưa quý vị, hôm nay thì em sẽ quay cho quý vị xem hai mẫu sọc khảm tệt đều được khảm cảnh sen vịt. Và hai mẫu khảm cảnh sen vịt này là hai mẫu đẹp nhất từ trước đến nay quý vị nhá. Bây giờ em sẽ quay chi tiết để cho quý vị có thể tham khảo được một trong hai mẫu sọc này. Đó, bởi vì có nhiều quý vị điện đến cho em hỏi là khảm mẫu sen vịt, thì sen vịt thì sẽ có hai mẫu này là hai mẫu đẹp nhất quý vị nhá. Hai mẫu này là hai mẫu đẹp nhất. À, bởi vì cơ sở của em là cơ sở sản xuất, cho nên cơ sở của em có rất là nhiều để cho quý vị có thể tham khảo được. À, đây ạ. Như cái chiếc sọc này thì tất cả sọc của cơ sở của em, nếu mà hàng phổ thông bình thường tại cơ sở thì sẽ có kích thước là đúng theo nối cổ 2m x 1m6 quý vị nhá. 2m x 1m6. Và quý vị có thể nhìn được cái dáng của chiếc sọc này, nhìn cái mẫu sọc này thì nhìn nó như cái mẫu khảm ấy, nên chiếc sọc nhìn nó rất là cân đối và nhìn nó chắc. Cái chiếc sọc nhìn nó chắc, chiếc sọc nhìn nó tinh tế. Đó, nhìn cái sọc nó rất là tinh tế, cái mẫu này. Về cái mẫu này thì nhìn nó rất là tinh tế nhá. Đó, và nó được dàn cảnh, phân cảnh nó rất là đều nhau, rất là đều nhau. Còn cái mẫu này, đây thưa quý vị, cái mẫu này thì phù hợp với quý vị nào mà thích một cái sự hoành tráng, hoành tráng nổi bật. Đó, thì nhìn cái mẫu này nó hơi rộng hơn một chút, nhìn nó rộng. Đó, nó rộng hơn một chút quý vị nha. Đó, đây nha, em sẽ quay cho quý vị xem này. Mẫu này gọi là sen cao. Đây ạ, mẫu sen cao. Đó, nó nhìn nó rất là hoành tráng, nhìn nó kín. Đó, khảm kín gỗ, rất là hoành tráng. Còn cái mẫu này thì nhìn nó tinh tế, đơn giản hơn, thanh thoát hơn. Đó, thấy không ạ? Đây là hai cái mẫu sọc khảm sen vịt đẹp nhất. Đó, hai chiếc mẫu khảm đẹp nhất. Cơ sở của em thì có rất là nhiều quý vị nhá, có rất là nhiều. Bên trong này thì cơ sở của em đang có một bộ sập tủ bằng chất liệu gỗ gụ gia nai. Đó, gỗ gụ gia nai. Đó, cũng khảm đỏ được bằng tranh. Đây, em sẽ đi xa ra để cho quý vị có thể ngắm tổng thể được hai chiếc sập này. Đó ạ. Bên này thì nó dày, khảm dày hơn, nhìn nó hoành tráng hơn. Đó. Còn bên này thì nó thanh thoát, tinh tế, nhẹ nhàng hơn. Và thưa quý vị xem video mà quý vị thích một trong hai chiếc sập này thì quý vị hãy để lại ở dưới phần comment quý vị nhá. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.